Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay em về được một ít sản phẩm. Và trước mặt anh em đó là một đôi lo đến từ hãng Pioneer. Em sẽ đi đến mở e căng luôn, mình vào vấn đề. Đây là model CH703. Đây là e căng zin của nó, lưới zin luôn anh em, chưa có rách gì cả, tuyệt đẹp. Và đôi lo này em về trong tình trạng phải gọi là nguyên zin 100%. Chưa qua một bàn tay nào để phải gọi là mình cho nó đi xì ba gì cả, nó đẹp nguyên thủy luôn đấy. Đây là một đôi đây, CH703. Nó sở hữu gồm 4 quay, một bát 40 cm, một mít giấy 10, một trép còi và một siêu trép. Siêu trép này là trép điện anh em nha, hai lỗ hơi phía trước. Thùng rất là gấu. Có độ nhạy là 98 dB. 98 dB, công suất là 200W trên một loa, một đôi lên đến 400W. Thì đối với những dòng loa như thế này là dòng loa của Pioneer, của Nhật xuất cho thị trường Mỹ anh em nha. Cho nên em này chúng ta có thể vừa kết hợp hát hò, karaoke hoặc nghe nhạc thì rất là hay. Đây em sẽ quay về ngoại hình. Em này là đẹp tuyệt vời. Thân thùng được dán si, màu cánh dán rất là đẹp ha. Anh em thấy góc cạnh là tuyệt vời. Góc cạnh là tuyệt vời luôn. Màu rất là đẹp, còn rất đẹp. Thì anh em nào chiều giờ có coi trên Face hoặc Zalo của em thì sẽ thấy được đôi lo em chụp trước sau, cạnh trên, cạnh dưới gì lịch chụp hết rồi. Con này là còn tuyệt đẹp. Và em bao zin con này cho anh em là 100% luôn, không có thay thế bất cứ gì, kể cả cái lưới e căng của nó vẫn còn zin và vẫn còn nguyên, chưa rủng chưa gì hết anh em nha. Nè, em quay phía sau nè, anh em coi nó cái độ liền lạc và cái độ của nó nè, cực kỳ ha. Nó cực kỳ liền lạc luôn. Rồi, em sẽ quay luôn cái anh em thấy ha, công suất là max là 200W nha. Trở kháng là 8 ohm, max in ra bằng. Đấy. Em này nó có chiều cao là 71 cm ha. Chiều ngang là 45 cm anh em. Chiều sâu là 26 cm không kể cả e căng. Đấy. Và hiện tại thì cái đôi lo này em về giá nó cực kỳ tốt cho anh em chơi. Thì năm 2018 thì giá của em này nó đó rơi khoảng 16.500.000. Nhưng hôm nay là 2020 và cái đôi này em về tốt thì em sẽ bán giá tốt. Em không nhất thiết là phải bán theo cái giá của thị trường, em chỉ về em tính theo cái giá của em nhập và em bán ra, còn phần trăm nó ra thôi ha. Anh em nha. Thì đối với đôi lo CH703 này em đang bán cho anh em với cái giá là 15 triệu đồng. 15 triệu đồng bao ship toàn quốc cho anh em nếu anh em chuyển khoản đủ nha. 15 triệu đồng nếu anh em chuyển khoản đủ. Đây là một sản phẩm đầu tiên. Em sẽ quay cận cảnh về loa đây. Ở đây thì thay vì những dòng kia nó có receiver là ba mình chỉnh không, thì ở đây nó sẽ nhấn vô, nó sẽ chọn chế độ nữa anh em nha. Và bên đây nó có đèn nháy, khi chúng ta mở lớn lên nó mạnh lên nó sẽ nháy đèn lên, rất là đẹp. Rất là đẹp ha. Đây là một trép điện nè, một trép còi nè, một mic nè, mic giấy ha. Và một sở hữu một bát 40 mũi nhôm, rất là đẹp luôn. Màn giấy gân là gân vải zin luôn nha, gân vải zin rất là mềm mại nè anh em, rất là mềm luôn đó. Rồi, đây là một sản phẩm tiếp tục. Hôm nay là một con giải mã MD của Marac, đó là dòng MD19, sử dụng công nghệ là HDAM. Con này cũng khá là đẹp anh em. Đây, nắp lưng không cấn mớp luôn nè, thẳng lì, rất là đẹp. Thì con này nó giải mã 24 bit, không cần mồi. Chức năng em này thì hoạt động hoàn hảo, MD thu phát tốt, thu phát tốt. Và con này có hai cổng quang vào, cổng coaxial và cổng analog luôn. Có nghe cổng analog chúng ta chơi từ điện thoại đấy. Đó. Thì giá con này em về cũng tốt nên em bán giá tốt cho anh em. Thường ngày những con này em bán đồ đó khoảng 7 triệu đồng, thì hôm nay con này em bán cho anh em với cái giá là 6.500.000 đồng thôi nhá. 6.500.000 đồng vẫn là bao ship toàn quốc nếu anh em chuyển khoản đủ. Đấy, rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp luôn anh em ha. Có một cái chấm tí tẹo tẹo đây này. Đây đó. Đó, còn bao nhiêu là liền lạc hết luôn, rất là đẹp đó. Về con này thì kênh em đã bán rất nhiều cho nên em không hề quảng cáo thêm cho nó, chất âm rất là tuyệt vời đó. Đây là hai sản phẩm.
Và hôm nay em có về, nếu anh em chơi audio hiện tại bây giờ có những 5 album này không thể thiếu trong cái kho CD của chúng ta. Ở đây thứ nhất là CD của Tuấn Anh Hương Tình Cũ 1 và CD Hương Tình Cũ 2. Cái nữa là cái của Phương Anh, Một Cõi Tình Phai. Và cái ra nữa là một cái bản của Xuân Hảo nha, bản tình trầm của Xuân Hảo. Và đặc biệt thì Thúy Hà, tiếng hát Thúy Hà của Giọng Ca Để Đời cũng ra một cái album chính thức của hãng nha, tem mác của đầy đủ của hãng nha, của Audio Space, công ty cổ phần Audio Space sản xuất nha anh em nha. Cho nên chất âm rất là hay. Trong đây toàn là những cái bản hot thôi, Từ Khi Vắng Anh, Khi Nào Buồn, Nhớ Nhau Hoài nè. Đó, 10 bản. Thì giá đồng bộ cho những CD này là CD hãng của Audio Bay hết nha anh em, không phải là CD chép copy. Đây là CD chính hãng. Giá của mỗi 4 CD này gồm có Tuấn Anh nè, Thúy Hà và Phương Anh thì giá là 150.000, còn riêng cái CD của Xuân Hảo là 220.000. Giá này không bao gồm cước phí anh em nha, không bao gồm cước phí cho anh em. Anh em nào mua thì kẹp theo đồ thì em kẹp theo đồ, còn anh em nào muốn ship thì phải chịu ship nha. Giá này em bán giá theo chính thức của công ty, giá theo chính thức của công ty. Hỗ trợ anh em chơi thì tại vì hôm nay có nhiều anh em yêu cầu em đem mấy con CD này về để cho anh em mình chơi. Thì em toàn là hôm nay em toàn là thử bằng Tuấn Anh, Phương Anh không, cho nên hôm nay em về đồng loạt của Audio Bay luôn để cho anh em mình chơi nha. Mỗi CD em chỉ có 5 bản thôi, không có nhiều, 5 bản thôi đó. Chất âm của những CD mới này được sản xuất ra rất là hay nha anh em, rất là hay, trong trẻo ha, em đã thử rất là nhiều. Và em sẽ giới thiệu chi tiết về những ban nhạc này trong những cái bản test sau của những cái đầu CD âm thanh khác. Rồi, lưu ý là những CD này em không bao ship nha anh em, còn những sản phẩm khác là em sẽ bao ship nha. Rồi, 150.000, riêng cái bản của Xuân Hảo là 220.000 anh em nha. Rồi, này là bán hỗ trợ cho anh em thôi, chứ mấy cái này không có lời lớn bao nhiêu đâu. Có một CD bán lãi như đâu đó 10.000 hay 15.000 thôi hả. Đóng gói nữa là hết nhiều rồi anh em thấy ha. Mình bao ship là mình chết à. Rồi, anh em thông cảm, này là hỗ trợ anh em mình chơi CD gốc thôi. Rồi, và để quay lại tiếp tục thì đây là đôi loa. Thì em sẽ mời anh em nghe thử một đoạn nha, một đoạn của em để ý thấy đèn nó cháy nha, nó nhá nè. Lội buồn xe băng lau lạnh xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh. Chim muôn buồn dù nhau bay về đâu, ngẩn ngơ lũ vườn gọi nhau. Nào nhịn một khi
sóc liều bơn gió dù buồn. Bạn hành quân nên chẳng khó thăm nhau, nhưng có vô như hơi thở vào đời. Tặng em còn có hương thơm cỏ mây để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về, xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng đi mẹ con tương lai. Rồi cũng đã khuya cho nên em không có mở lớn lắm. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là bass trap trên âm ly thì em chỉ để ở mức 5 thôi, không có nhiều. Tiếng nó đã ra đầy, gần như đầy đủ rồi anh em. Anh em nào muốn nghe mạnh nữa thì chúng ta hãy tăng bass lên, tại vì em này nó cho tiếng bass rất là mạnh nha. Em này tiếng bass nó rất là mạnh. Rồi em xin nhắc lại toàn bộ giá cho các sản phẩm. Đối với đôi loa Pioneer CS703 có giá là 15 triệu đồng, giá là bao ship toàn quốc cho anh em. Rất là đẹp nha anh em, zin 100%. Và con đầu dạy mã MD19 của Marang có giá là 6.500.000 đồng, 6.500.000 đồng. Và đây là những con CD trong kho CD của chúng ta chơi thì bắt buộc phải có những con này, rất là hay. 4 CD này đều đồng giá là 150.000, riêng CD của Sơn Hảo là 220.000. Và giá của những CD là em không có bao ship anh em nha. Đấy. Rồi, thế đây em xin kết thúc. Thì anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 03436 12745. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.